Hello anh em, chắc hẳn anh em đã quay lại trường học rồi không? Vậy mà có rất nhiều anh em vẫn đang loay hoay chưa chọn được kiểu tóc ưng ý để diện đến trường. Vậy nên hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em 4 kiểu tóc mà anh em nên chọn để có một ngoại hình chất lư, chiếm trọn ánh nhìn của bạn bè mà vẫn không bị thầy cô ganh nhá. Kiểu tóc số 1 mà anh em học sinh sinh viên rất ưa thích đó chính là kiểu tóc layer. Mang phong cách Hàn Quốc, những anh em để kiểu tóc này rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của các bạn nữ. Kiểu tóc này sẽ phù hợp với những anh em sở hữu khuôn mặt dài, gầy, trái xoan và trán cao. Độ dài đẹp nhất cho kiểu tóc này là tầm khoảng 10-12cm. Ngoài ra thì anh em hoàn toàn có thể uốn hoặc uốn con sâu để tăng thêm sự nổi bật cho layer. Chẳng cần nhuộm tóc, kiểu tóc layer cũng đã quá đủ cho anh em để chinh phục cô bạn bàn bên rồi đấy. Kiểu tóc số 2, không chỉ có anh em học sinh ưa chuộng mà đây còn là kiểu tóc được cắt nhiều nhất tại 30size. Đó chính là kiểu side part. Để đẹp nhất thì kiểu tóc này yêu cầu độ dài từ 12-15cm. Và ngoài ra, kiểu tóc này còn được ưa chuộng bởi sự linh hoạt với rất nhiều biến thể: vuốt dựng, vuốt rủ, comb hair, middle part, thậm chí có thể đổi sang layer một cách dễ dàng. Side part là kiểu tóc có nhiều đường cong nên phù hợp với những anh em có khuôn mặt trái xoan, mặt dài, vuông và trán cao. Anh em hoàn toàn có thể uốn để dễ tạo kiểu hơn, tóc và form hơn và bồng bềnh, nhìn đẹp hơn rất nhiều luôn. Kiểu tóc sport cũng là kiểu tóc được rất nhiều anh em học sinh ưa thích thể thao, năng động, khỏe khoắn và cá tính lựa chọn. Tuy nhiên, sport chỉ phù hợp với những anh em có khuôn mặt trái xoan, đầy đặn, mặt to và tròn. Yêu cầu về độ dài dành cho kiểu tóc này chỉ tầm 7cm, cũng rất phù hợp và đơn giản để nối tóc. Phần tóc trên đỉnh đầu anh em có thể đánh rối để tăng thêm sự tự nhiên cho mái tóc của mình. Tuy nhiên, để duy trì kiểu tóc này thì anh em nhớ ghé thăm Balmshine thường xuyên hơn một chút để tóc không bị dài ra và bung chỉa nhé. Kiểu tóc cuối cùng được anh em học sinh ưa chuộng đó chính là Mohican. Đây chính là kiểu tóc phù hợp với hầu hết tất cả các khuôn mặt của anh em chúng ta. Hơn nữa còn thoáng mát, gọn gàng, không mất nhiều thời gian để tạo kiểu và thậm chí là không tạo kiểu thì tóc vẫn chuẩn form và vẫn rất nam tính. Bởi độ dài tóc cần có của anh em chỉ cần từ 3-5cm là đã có thể để được Mohican, nên kiểu tóc này hoàn toàn không khó để anh em sở hữu. Mách nhỏ với anh em hoàn toàn có thể nhuộm thêm màu xanh đen hoặc uốn con sâu để kiểu tóc này trông ảo hơn, mà hoàn toàn không sợ bị thầy cô hay phụ huynh để ý nhé. Đó chính là những kiểu tóc có khả năng tạo điện chấn cho anh em khi bước chân trở lại lớp học. Với một diện mạo hoàn toàn mới, không hề khó cho anh em để tạo ấn tượng và thậm chí thay đổi hình tượng bản thân trong mắt bạn bè và thầy cô. Nếu thích video này thì anh em đừng quên like, share, subscribe kênh Bí Quyết Đẹp Trai để không bao giờ bỏ lỡ những video mới nhất nhé. See ya!